Chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một cái món ăn rất là ngon. Đó là thịt gà mình kho với gừng. Nhờ cái đặc tính của gừng rất là nóng, ấm, cho nên kết hợp với thịt gà làm cho cái món ăn này trở nên rất là ngon và đậm đà. Hôm nay mình mời các bạn cùng xem video nhé. Nguyên vật liệu cần có là một con gà. Ở đây mình chọn là con gà đi bộ Đồng Nai á các bạn. Tỏi, hành tím, hành lá, ớt, gừng, tiêu, một ít nghệ, nước mắm, cần no, đường, một chút bột ngọt. Tiếp theo là mình sẽ cho một cái nồi lên và mình phải bắt nóng, bỏ một ít dầu, sau đó mình bầm tỏi nhuyễn và một ít củ gừng. Củ gừng đó các bạn cũng bầm luôn, bầm nhuyễn, củ gừng. Rồi hành tím thì các bạn có thể bỏ vào lúc này cũng được. Các bạn để nguyên củ hoặc là các bạn chẻ ra làm đôi, các bạn bỏ vào các bạn phi luôn đó, cho nó thơm cũng được, hoặc là một chút mình bỏ cũng sao. Rồi tiếp theo là sau khi mình phi cho nó thơm rồi đó, thì mình sẽ bỏ vào đây khoảng 1 muỗng rưỡi nghệ. Đối với con gà này thì mình sẽ cho 1 muỗng rưỡi nghệ. Nghệ này nó làm cho màu gà nó đẹp hơn các bạn. Các bạn đảo nhanh tay bớt lửa lại để không nó khét. Mình sẽ làm nhanh tay. Và tiếp theo thì mình sẽ chặt gà ra nhỏ, rồi mình bỏ vào mình xào chung với cái chảo này luôn. Các bạn đảo đều cho nó thấm, nó vàng. Rồi sau khi nó hơi săn săn lại, các bạn cho khoảng nửa chén nước mắm vào. Đối với một con gà này thì mình sẽ cần nửa chén nước mắm. Ở đây mình sẽ làm cho nước mắm nó thấm vào con gà luôn các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho một muỗng canh đường. Các bạn nào thích, nhà bạn nào ăn bột ngọt thì mình sẽ bỏ một chút bột ngọt vào lúc này luôn. Rồi sau khi bỏ nước mắm gia vị vào thì các bạn kho khoảng 5 phút cho nó săn lại. Sau đó các bạn sẽ đổ một lon nước dừa tươi á các bạn. Các bạn đổ một lon nước dừa vào. Các bạn có thể dùng cái chén, các bạn có thể đo 1,5 chén hoặc là 2 chén nước dừa vào. Và mình sẽ kho cho nó săn lại chút. Các bạn có thể đậy nắp lại cũng được, hoặc là để không như vậy. Rồi sau khi đậy nắp lại xong thì nó sôi lên. Các bạn có thể, lúc này các bạn có thể bỏ củ hành vào, hoặc là các bạn bỏ củ hành hồi nãy khi phi, các bạn bỏ củ hành vào cũng được. Rồi
Các bạn kho khoảng 20 phút. Sau đó các bạn sẽ cho nước màu vào. Nước màu ở đây là nước màu dừa các bạn. Các bạn cho vào cho cái màu nó đẹp. Mình cho một tí nước màu vào. Và các bạn sẽ tiếp tục kho thêm khoảng 30 phút nữa cho cái gà nó sắc xuống. Rồi cái nước nó kẹo kẹo lại các bạn. Rồi các bạn sẽ cho thêm hành, gừng, hành lá cũng như là ớt. Gừng ở đây mình sắc sợi nha các bạn. Để mình kho thêm khoảng 10 phút nữa cho cái gà nó thấm gừng, nó rụt vào nó ngon, nó cho một chút cay cay á. Thì nhìn miếng gà rất là đẹp ha. Nếu các bạn muốn sạch thêm thì các bạn có thể kho thêm 5-10 phút nữa cho cái nước nó cạn lại, nó còn lại một ít. Tuy nhiên mình muốn ăn với bánh mì có nước cho nên mình chỉ kho như thế này là được rồi các bạn. Sau đó mình sẽ múc ra dĩa và dùng thôi. Món này mình có thể dùng kèm với bánh mì. Mình chấm, mình ăn cũng rất là ngon các bạn. Hoặc là các bạn có thể ăn cơm, cơm trắng này. Hoặc là có rau sống kèm theo càng tốt. Chấm một tí dưa leo, một tí rau sống và cắn một miếng gà nữa. Ăn rất là ngon. Hết cơm luôn đó các bạn.